khi Phật Ngọc Lan chân lấn tổ cõi nước ta, trời tài rồng mẹ mang theo một đàn rồng con xuống các người dân đánh giặc. Khi thuyền giặc từ biển cả ào ào tấn công vào bờ, thì đàn rồng cũng ngay lập tức Long thần tốc chạy về phía đầu trời ở tốc độ 105 km/h, xoắn và giật các đường cong đầy tốc độ và lộn nhào qua 6 lần lực kéo rất nhiều, lao không trọng lượng và bước lên như mẹ rồng. Hai mẹ con mình chờ đến chó bò ra tốc độ nha béo. Chúng ta bước ra trời từ đầu tốc độ được coi là linh hồn của con người rồng nhiệt đới. Đấy, xuống vậy cơ mà. Đấy là ga của tàu cao tốc. Đấy, ôi trời ơi, kìa, xuống chưa? Ôi trời ơi, nó vặn vẹo kìa. Đấy, đã sau chưa? Sau một vòng thì đến đây là điểm kết thúc. Đâu rồi, đây rồi, về chỗ đây rồi. Ngồi đằng trước, đáng sợ nhất. Không đem lại những cảm xúc mạnh mẽ như từ lòng thần tốc, nhưng với trò chơi, bỏ sát đụng độ ngay bên cạnh, du khách hãy cùng bắt tay an toàn trên những chiếc xe của đình đoàn đỏ sắt để tiếp tục cúi đầu và va chạm cùng với chiếc xe bọc thép máu lửa. Bỏ sát đụng độ mà. Cái tàu kia ấy chị. Ừ. Nhanh nhưng mà thơ lắm. Tàu lượn này mẹ con đi đâu rồi nhỉ? Được xây dựng với các đế quốc cổ, đàn tích của thế giới hưng hoàng về thời, đã được thái bình tiếp tục được xây dựng với chương trình cao bé. Cái này là chuyến tàu bí ẩn. Chuyến tàu bí ẩn, cái này nó nhẹ nhàng hơn. Với tốc độ cùng sự dũng cảm và tinh thần chiến đấu của những chiến sĩ mẹ con đi tàu này nhé, các bạn nhé. Trong loại và mang thiếu niên cùng gia đình nhiều cảm giác rất thú vị. Tàu này nhẹ nhàng hơn nhiều. Tàu này không ăn thua, cái tàu bên kia mới là sợ. Tàu kia mà ngồi cái hàng ghế đầu tiên ấy. Ừ, đúng rồi. Em vừa đi tàu đấy xong rồi xuống Hoàn Hồn. À, cũng Hoàn Hồn à? Vâng, em ngồi ghế đầu tiên luôn. Cho con tớ đi hàng mấy lần rồi nhưng mà tớ không dám đi. Khi nguy hiểm cận kề giữa rừng cây núi thẳm, chúng ta đã phải làm thế nào để bảo vệ mạng sống? Mời quý khách ngồi lên 138 chiếc ghế, tượng trưng cho đôi cánh của tôi tại trò chơi đằng tay tử thần bên tay phải của chúng ta. Quý khách sẽ được quay bằng vòng lên cao, với tay một chơi để được chú cửa dẫn của những mảnh nước ngầm đang tung gió. Cứ lên quay cho khách đam mê cảm giác chinh phục, hay với những ai muốn vượt qua nỗi sợ hãi của chính bản thân mình, thì chắc chắn vòng tay tử thần sẽ là những trải nghiệm ấn tượng. Công viên rồng nhiệt đới được ví như một miền đất linh thiêng hấp dẫn du khách bởi cảnh quan không gian kỳ thú và bản sắc thiên nhiên với trên 100.000 cây hoa bụi các loại và trên 10.000 cây xanh, trong đó khoảng 2.000 cây gỗ tương. Cùng nhóm mắt xuống phía dưới, chúng ta sẽ thấy một đoàn tàu thám hiểm dành cho các
gia đình. Chuyến tàu sẽ đưa gia đình chúng ta đi theo con đường bởi những thôn xóm phong tục và phong linh. Và không biết đâu có mở cửa chốt là một gần gọi khách đầu tàu những người đầu tiên đọc cổng đồ sẽ được nhận nước tiên sinh bọc mơ cùng người hơi lượn thôi đúng không? Vậy đây con đang cầm đi cái trò mà tháp đi đến nhà. Này có vẻ nó hoạt động hết công suất đi chứ mọi lần mẹ con đi nó toàn đóng mất cái trò này. Nó bởi có xích làm cho ghét, làm cho ghét thì kèm đến không biết gì. Và quả dừa ngon phết. Quay nó trên dưới này. Rồi được đưa đẩy ra an toàn. Nàng
Quay lại hôm sau em đăng lên kênh YouTube thôi. Nhà chú cho cháu xem kênh chú nhá. Kênh chú là cái gì? Du lịch Việt Nam, Việt Nam Travel. Cà phê. Em mình đi khắp nơi để mình quay à? Vâng. Đi đến đâu quay đến đấy thôi chị. Chẳng vừa làm việc nữa. Đi du lịch thì quay. Mới được mấy ngàn thôi. Ai ngựa này con này có các trò chơi tái hiện sinh động những câu chuyện cổ tích
đã đi vào tâm thức như chiếc cốc thần của làng Alice xinh đẹp hay những điệu cốc xoay với chiếc ấm đồ sộ của thần đèn. Ngoài ra, trí tưởng tượng phong phú của trẻ thơ sẽ được nuôi dọn khi các em tham gia trò chơi đoàn tàu cổ tích hay tour giải trí đi lên khám phá thành phố Paris hoa lệ với tháp Eiffel ở Tour de Paris. Sau khi khám phá một vùng đất rồng với nhiều cảm giác sụp bậc vào mùa hè, quý khách hãy cùng chúng tôi nhìn sang phải để tiếp tục khám phá công viên nước bị lốc xoáy phiêu lưu trong khu rừng hoang sơ ẩn trong một hòn đảo huyền thoại của hơn 1.000 hòn đảo lớn nhỏ tại Hạ Long. Công viên nước bị lốc xoáy chắc chắn sẽ mang đến những cảm giác bùng nổ nhất khi quý khách lại tức khám phá những giới hạn của bản thân trên những đường trượt xoắn ốc siêu tốc và nhận món quà tuyệt vời nhất mà công viên nước mang tặng dành cho các chiến binh dũng cảm hoặc thời gian thư giãn lý tưởng trên dòng sông hiền hòa hay ở những bể bơi sôi động cùng làn nước xanh mát. Kính thưa quý khách vừa trải qua cuộc hành trình phiêu lưu du kỳ và đầy hấp dẫn tại khu rừng đầu của giới, xin quý khách vui lòng kiểm tra hành lý trước khi rời đảo. Cảm ơn quý khách, chúc quý khách một ngày vui chơi trải nghiệm thú vị. Hết tiền rồi. Hết tiền.